Bạn có tin đây là một con mắt giả? Quy trình để làm ra một con mắt giả sẽ như thế nào? Đầu tiên, anh đổ một hỗn hợp đặc sệt vào khuôn, rồi đặt trong mắt mẫu vào trong chính giữa khuôn. Khi khô, vật thể đã được định hình giống hình trong mắt, sử dụng máy mài để mài hết những phần thừa bên ngoài để cho bóng mịn và trơn tru. Sau đó, đánh dấu một điểm chính giữa làm tâm đồng tử, rồi từ từ nhỏ một điểm chính giữa màu đen, đó là đồng tử. Phần móng mắt thì màu sẽ nhạt hơn. Dùng những sợi màu đỏ tách ra thành những tia máu đỏ rồi dán nó vào trong mắt. Giờ thì trong đôi mắt có hồn và giống thật hơn. Một con mắt hoàn chỉnh đã hoàn thành. Đến khi lắp vào mắt cho khách hàng, bạn thấy có khác gì mắt thật không?